Xin chào các bác. Ngày hôm nay thì đồng hồ Quang Lâm sẽ cùng các bác hướng dẫn chỉnh cho bộ máy H112 của Citizen. Và mẫu trên tay của đồng hồ Quang Lâm hôm nay là chiếc Citizen AS714160E sử dụng bộ máy H112. Bộ máy H112 thì đây là bộ máy cũng phức tạp. Khi mà trên chiếc đồng hồ này nó sử dụng một lịch vạn niên, tức là có tính cả năm nhuận, năm không nhuận và cả những chức năng như là dò sóng radio chỉnh thời gian. Cho nên là cái cách chỉnh của nó sẽ hơi khác một chút so với lại những chiếc đồng hồ thông thường của Citizen. Và bộ máy H112 này thì nó là bộ máy có khá nhiều những tính năng. Đặc biệt là năm nhuận hay năm không nhuận, lịch của nó là lịch vạn niên, tức là đến ngày 28 tháng 2 năm 2100 thì chúng ta mới phải chỉnh lại lịch thôi cái chức năng thứ hai đó là dò sóng radio để hiệu chỉnh thời gian thì cái chức năng đấy là chủ yếu là dùng ở nhật là chính rồi chức năng chỉnh nhanh múi giờ thứ hai và bên cạnh đó là chức năng uh, khi mà chúng ta lặn diver à, có cả tính năng uh, tự động uh, tiết kiệm năng lượng rồi chức năng chống sạc quá tải ngoài ra thì chúng ta có cả những chức năng là báo pin yếu Báo pin yếu thì kim nó sẽ di chuyển hai giây một lần. Trình cái H112 này nó là khó nhất là chỉnh lịch thì cần phải nắm được cái cách chỉnh lịch của chiếc này thì để sử dụng nó sẽ lại dễ dàng hơn. Đầu tiên là sẽ cùng các bác làm quen với các ký hiệu ở trên mặt số của chiếc đồng hồ này. Các bác có thể thấy là nó sử dụng chức năng là dò sóng radio để hiệu chỉnh thời gian. Cho nên trên cọc số góc 2 giờ này của chúng ta sẽ có chữ H, chữ M và chữ L. Đây là hiển thị cho cái dò sóng radio là cao, trung bình hay là thấp. Thì đây là dò sóng radio. Còn chữ Nâu và RX. Nâu này là có dò được sóng không? RX là có dò được sóng. Do khi dò được sóng thì cao hay thấp hay là trung bình. Đó. Ngoài ra chúng ta có lịch ngày ở góc 3 giờ. Lịch thứ ở góc 2 giờ trải dài đến góc 4 giờ đây. Đây có chữ diver nữa Chữ này là chữ uh, ở chế độ lặn các bác nhé Chế độ lặn Còn cái gì nữa nhỉ Ngoài ra thì chúng ta sẽ có cái núm Núm góc 2 giờ Người ta quy định là núm B Núm 4 giờ là núm A các bác nhé A, B Và núm ở góc 3 giờ Đây là núm xoáy vặn Quy định là núm C A, B, C và riêng cái núm góc 3 giờ này thì chúng ta sẽ phải sử dụng khi chúng ta sử dụng và phải xoáy vặn này và nó sẽ có ba nấc nấc trong cùng nấc giữa này và nấc ngoài cùng các bác nhé ba nấc tất cả và khi sử dụng xong thì chúng ta sẽ vặn lại trở lại vị trí ban đầu đầu tiên chúng ta sẽ vào bước chỉnh thủ công cho chiếc này chia ra làm hai phần phần 1 là chỉnh thủ công và phần 2 là chỉnh bằng giò sóng radio thì đầu tiên là phần chỉnh thủ công <laughs> thủ công chỉnh thủ công của chiếc này thì quan trọng nhất là uh, cách xem lịch vạn niên của chiếc này như thế nào như cái này nó, nó sử dụng lịch vạn niên nó có tính cả năm nhuận nữa và năm không nhuận và khó nhất là cách chỉnh lịch thì nếu mà chúng ta chỉnh chuẩn thì đến năm 28 tháng 2 năm 2100, 2100 thì các bác mới phải chỉnh lại. Tức là gần 80 năm nữa thì mới phải chỉnh lại lịch. Vậy thì để chỉnh lịch trên bộ máy H112 này thì chúng ta cần phải nắm được hai thứ. Cái thứ nhất là năm nhuận là những năm nào. Và cái thứ hai nữa là quy ước của hãng Citizen bằng các ký hiệu ở trên đồng hồ nó ra làm sao thì đấy là hai thứ chúng ta cần phải nắm được. Đầu tiên là về phần năm nhuận. Năm nhuận thì như các bác cũng biết là nó có 366 ngày theo lịch dương. Thì cứ 4 năm dương lịch liên tiếp thì sẽ có một năm có 366 ngày thì nó sẽ gọi là năm nhuận. Thì bởi vì là thời gian thường nếu mà lịch dương chúng ta sẽ tính theo mặt trời đúng không ạ? Thì nó gọi là lương dương lịch khi trái đất quay một vòng xung quanh mặt trời thì nó sẽ mất khoảng 365 ngày 6 giờ thì năm dương lịch nó sẽ có số nguyên là 365 ngày Vậy thì một năm dương lịch còn thừa lại là 6 giờ và nếu chúng ta cộng dồn 4 năm lại thì nó sẽ là thừa 24 giờ tương ứng với lại một ngày Chính vì vậy mà nó sinh ra năm nhuận 4 năm một lần Vậy thì năm nhuận là những năm nào oh. thì các bác cần nhớ là những năm nhuận là những năm mà chia hết cho bốn nhưng mà không chia hết được cho 100 Ví dụ như là Những năm nhuận của chúng ta gần đây nhất là Những năm ví dụ như là uh, Các bác cần phải nhớ là năm 2016 này 2020 này 2024 Cứ 4 năm một lần Đó 2028 Đó Trùng với lại năm tổ chức World Cup Thì đây là các cái năm nhuận 2016 2020 2024 2028. Thế thì năm xen giữa các cái năm nhuận này thì sẽ là các cái năm không nhuận. Thì chúng ta sẽ có 2017 này. 18 này và 19 20 21 22 23 24, 24 thì để lại 25, 26 và đến 27. Đấy thì xen giữa các cái năm này thì nó sẽ có các cái năm nhuận thì ví dụ 2017 thì sẽ là năm nhuận cộng 1, 2018 là năm nhuận cộng 2, và 2019 là năm nhuận cộng 3, 2020 thì lại là năm nhuận rồi, 2021 thì sẽ là năm nhuận cộng 1, à, lại cộng 2, cộng 3. Tức là hiện tại năm 2023 của chúng ta đang là năm, năm nhuận cộng 3, tức là 2020 cộng 3 thì nó là năm nhuận cộng với 3 đúng không ạ, năm 2024 thì chúng ta sẽ lại về năm nhuận lại là không thì là nếu sang năm 2025 thì chúng ta sẽ lại là 5 nhuận cộng 1 à, 2026 thì 2 nhuận cộng 2 2027 là 5 nhuận cộng 3 à, 2029 thì là 5 nhuận cộng 1 nó cứ như vậy thì chúng ta hiện tại đang là năm 2023 đây thì 2023 sẽ bằng 2025 nhuận cộng với lại 3 đúng không ạ 5 nhuận cộng 3 đó. Thì các bác có thể nhìn thấy ở trên uh, trên cái vành benzen của chiếc này. Họ sẽ quan niệm rằng đây cọc số này là nhuận này, các cọc, này là nhuận. các cọc số này là nhuận. Các cọc số này là những năm nhuận. Ví dụ cọc số 1 này nhuận năm nhuận này. Năm nhuận cộng 1, năm nhuận cộng 2, năm nhuận cộng 3 này, xong rồi đến năm nhuận này. Trong năm nhuận cộng 1, năm nhuận cộng 2, năm nhuận cộng 3. Đây các bác có thể nhìn thấy các các cái chấm nhuận này. Đấy, chấm này mỗi chấm này đại diện cho một nhuận, một năm nhuận. À 1 năm không nhuận xin lỗi các bác Còn cọc này số này là năm nhuận Đây, 5 nhuận cộng 1, năm nhuận cộng 2, năm nhuận cộng 3 Đây là 5 nhuận 5 nhuận cộng 1, 5 nhuận cộng 2, năm nhuận cộng 3 Năm nhuận, 5 nhuận cộng 1, 5 nhuận cộng 2, 5 nhuận cộng 3 Đấy Thì đấy là để xác định cái cách để chúng ta Xác định cái, 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 cái năm nhuận nhé Thế còn Tháng Tháng thì Trên chiếc đồng hồ các bác sẽ thấy là nó sẽ có 12 cọc số thì xen giữa các cọc số này nó sẽ có các cái khoảng đó khoảng mà em cũng đã ghi sẵn đây màu đỏ này các bác để ý là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 thì tương ứng giữa các cái khoảng này sẽ là tháng ví dụ tháng 1 nó sẽ nằm trong khoảng tháng 1 này tháng 2 nằm trong khoảng này tháng 3 tháng 4 có nghĩa là tí nữa các bác chỉnh kim dây thì nó sẽ phải nằm trong cái khoảng này vì hiện tại đang là ngày 27 tháng 3. Thì kim dây chắc chắn phải nằm trong khoảng này. Đây nếu hiện tại chúng ta đang là mùng 1 tháng 5 thì kim dây phải nằm trong khoảng này. Đây phải chỉnh về sao cho kim dây. Tí nữa chỉnh thì em sẽ hướng dẫn chi tiết hơn. Thế còn đây là tháng 6, tương ứng cho tháng 6, đây là tháng 7. Tháng 8. Tháng 9. Tháng 10. Tháng 11. Và đây là tháng 12. Đó, tương ứng với các khoảng nó sẽ nằm trong cái đây là tháng 1 này, đây là tháng 2 này, đây là tháng 3 này, đây là tháng 4, đây là tháng 5. Đó. Thì cần phải lưu ý cái khoảng này. Đấy 5, tức là 5 thì sẽ là năm nhuận cộng 3 và tháng thì sẽ kim dây sẽ phải nằm trong các cái khoảng này. Ví dụ như tháng nào thì tương ứng với tháng đấy. Ví dụ tháng 3 thì nó sẽ là kim dây sẽ nằm sau sau ngày sau cái lịch cái cọc số 3 và dưới, trước cọc số 4 thì nó sẽ phải nằm trong khoảng đó thì bây giờ cách chỉnh lịch như thế nào đầu tiên là các bác sẽ rút cái núm này ra này Nước giữa các bác nhé Nước giữa kim dây nó sẽ hiển thị cho chúng ta là tháng và năm đã set up ở trên chiếc đồng hồ này các bác có thể nhìn này ví dụ hiện tại đang là tháng 3 chúng ta sẽ nhìn thấy kim dây nó đang nằm ở cái khoảng tháng 3 1 tháng 1 này đây là tháng 2 này, đây là tháng 3 này, đúng không ạ? Thì chúng ta đã thấy kim dây nó nằm ở tháng 3 rồi. Nằm ở đây. Và năm hiện tại năm 2020 2023 sẽ là năm 2020 cộng 3. Có nghĩa là đây là năm nhuận này, 2020 này. 1 2 3. Đây các bác có thể nhìn thấy kim dây nó chỉ đúng vào cái 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 chấm đen số 3, đúng không ạ? Thì đây nhìn vào cái này chúng ta biết là hiện tại đang là tháng 3 của một năm nhuận cộng 3 và ngày 27 Đó Như các bác nhìn thấy kim nó đang hiển thị năm nhận cộng 3 Thế còn ví dụ chẳng hạn em lấy ví dụ nhé Ví dụ hiện tại chúng ta đang là uh, tháng 9 đi Ví dụ vậy đang chúng ta muốn chỉnh về tháng 9 Thì các bác sẽ nhìn thấy đây là khoảng của tháng 1 này Tháng 9 thì các bác sẽ phải chỉnh làm sao cho nó Kim dây nó về sau tháng 9 Kim dây nó về sau tháng 9 Thì lúc đấy Tí nữa, tí nữa chúng ta chỉnh nhé sẽ cho kim dây này nó sẽ về đến khoảng này đúng không ạ và đây nó là năm nhuận tháng 9 năm 2023 thì sẽ là năm nhuận cộng 3 thì sẽ là 123 tức là bác về chỉnh cho cái kim dây này nó chỉ vào đúng cái vạch số 3 này vạch vạch đen số 3 này thì nó là tháng 9 của năm 2023 Đấy, tháng ví dụ tháng 10 chẳng hạn thì tí nữa các bác sẽ chỉnh cho kim dây nó về đúng tháng 10 Tức là sau cái cuộc cọc số 10 của năm 2023 thì sẽ là tháng 5 nhuận cộng 3, 1, 2, 3. Đấy. Thì nó là như vậy các bác nhé. Thì chúng ta chỉnh thì chỉnh chúng ta sẽ ấn cái nút A. Ấn nút A là ấn cái nút này này. Đó, thì chúng ta thấy nhìn cái lịch nó đang nhấp nhô này giờ chúng xoay thì sẽ chỉnh cái lịch ngày. chúng ta ấn thêm một cái nữa thì là chúng ta chuyển sang chỉnh thứ đây các bạn nhìn thấy thứ chúng ta ấn thêm một cái nữa chúng ta bắt đầu chuyển sang chỉnh tháng năm ví dụ đây là đang là của tháng mấy tháng 3 nhưng mà là năm nhuận tức là của năm 2024 đây sang đây sang, sang tháng tháng tư rồi đấy đây sang tháng 5 tháng 6 tháng 7 thì đây sẽ là năm nhuận cộng 3. Đây ví dụ tháng 7 năm 2023 thì chúng ta phải chỉnh nó về đây. Ví dụ tháng 8 năm 2023 thì sẽ là chỉnh ra. Năm nhuận cộng 3. Đấy thì chỉnh nó như vậy các bác nhé. Ví dụ bây giờ đang là tháng 3 của năm 2023 thì 1 2 3. Và năm nhuận cộng 3 thì chúng ta sẽ chỉnh cho nó vào. Đúng vào đây. Đó. Và khi các bác chỉnh xong thế này rồi thì đến năm 2100 các bác mới phải chỉnh lại lịch một lần nữa Chỉnh được ngày, chỉnh được thứ, chỉnh được năm và tháng Đó, thì các bác sẽ chỉnh như vậy Chủ yếu là chúng ta biết được thế nào là uh, Tóm lại, em sẽ tóm lại một chút là đây Các bác chỉ cần nhớ là các năm nhuận của chúng ta là 2016, 2020, 2024, 2028 Thì các cái năm kế tiếp sau đó sẽ là cộng 1, cộng 2, cộng 3 theo thứ tự lần lượt và các cái khoảng này là các tháng tương ứng Tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7 Đó, tương ứng như vậy Đó, thì sau khi chỉnh xong thì các bác sẽ trả núm C này vì vị trí ban đầu Tiếp theo thì sẽ đến một phần nữa đó là phần chỉnh thời gian thủ công cho chiếc này Chỉnh thời gian thủ công của chiếc này thì nó sẽ làm theo các bước như sau Bước đầu tiên là các bác sẽ rút cái núm này này Góc 3 giờ này ra nước ngoài cùng lúc này kim dây nó sẽ chỉ về vị trí 12 giờ và lúc này thì chúng ta vào chế độ là chỉnh thời gian bằng cách là vặn cái núm C vặn núm góc 3 giờ này để chúng ta chỉnh thời gian Đó. và sau khi các bác chỉnh thời gian xong thì các bác sẽ trả lại núm núm C này về vị trí ban đầu nếu mà muốn, chúng ta muốn nó quay liên tục thì chúng ta sẽ xoay nó liên tục Đó, nó sẽ xoay liên tục và khi chỉnh xong thì chúng ta trả về vị trí ban đầu Thế còn uh, Khi mà chúng ta đi nước ngoài Ví dụ các bác đi sang Nhật Bản chẳng hạn Thì uh, chúng ta sẽ xác định được cái Sự khác nhau về múi giờ Ví dụ như Chúng ta sẽ rút cái núm này ra này Nếu chúng ta đi nước ngoài Rút ra nước giữa Thì kim dây nó sẽ chỉ tháng 5 Và ấn nút 2 giờ Thì lúc này kim dây nó sẽ hiển thị cho chúng ta cái độ sai sai khác về múi giờ. đó, thì chúng ta sẽ chỉnh bằng cái nút này để chúng ta chỉnh cái sự khác nhau về múi giờ thôi thì tự động cái kim giờ này nó sẽ kim giờ kim phút nó sẽ tự động nó về cái múi giờ của cái đấy. Ví dụ hiện tại trên chiếc đồng hồ này của chúng ta đang là 7 giờ chẳng hạn, thì ví dụ như nhật nó sẽ trước chúng ta hai tiếng thì chúng ta sẽ à sau chúng ta hai tiếng, ở à, trước chúng ta hai tiếng chúng ta sẽ nhảy lên hai tiếng chúng ta ấn vào thì các bác có thể nhìn thấy kim dây nó sẽ bắt đầu nó chạy nhanh lên trước hai tiếng cho đúng với giờ của Nhật Bản đó thì đấy là cái chức năng rất là tiện khi chúng ta đi đi nước ngoài sau khi chúng ta chỉnh xong thì các bác sẽ đẩy núm về vị trí ban đầu Tí nữa chờ cho cái này nó về đã rồi thì các bác sẽ chỉnh chiếc đồng hồ này cho vào chế độ đi lặn chúng ta sẽ phải chờ một chút vì nó đã chạy trước và cho đúng với giờ của nhật bản Để trong lúc quá trình uh, chờ này thì em xin các bác 10 giây cho chương trình quảng cáo đồng hồ quang lâm thì bên em sẽ có khá là nhiều những cái mẫu đồng hồ citizen khác nữa cũng như là các cái mẫu của đồng hồ nhật và các bác có thể truy cập thêm vào website đồng hồ quang lâm com các bác vào ô tìm kiếm các bác uh, có thể check thêm các cái mẫu mã mà bên em hiện tại đang có. Ngoài ra thì các bác có thể liên hệ với bên đồng hồ Quang Lâm uh, với số điện thoại 1900 3468 hoặc uh, các cái số hotline như là 0915 559 883 hoặc là 0834 69 6699 thì sẽ có thêm rất nhiều những cái mẫu để các bác có thể lựa chọn. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với lại chiếc Citizen H112 này thì các bác có thể nhìn thấy là kim giây, kim phút, kim giờ đã dịch chuyển thêm 2 tiếng nữa cho nó đúng với lại giờ của Nhật Bản. Lúc nãy giờ của Việt Nam của chúng ta là 7 giờ 5 phút. Và bây giờ là nó đã hiển thị giờ của Nhật Bản là 9 giờ 5 phút rồi. Đó. Thế thì một cái nữa là chế độ hồ này của chúng ta nó sẽ có ở chế độ đi lặn nữa. Thì để uh, đi lặn thì chúng ta sẽ phải bật cái chế độ đi lặn. Thì khi mà ở chế độ đi lặn ấy, thì nó sẽ không dò sóng radio nữa thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến khi các bác đang lặn thì các bác sẽ để nguyên cái núm này ở vị trí kín nước như thế này để nguyên sau đó chúng ta sẽ ấn ấn nút 2 giờ này này trong khoảng 7 giây thì sẽ vào cái chế độ là diver tức là vào chế độ lặn em mới qua cùng đếm nhé 1 2 3 4 5 6 7 Đó Các bạn có thể nhìn thấy cái kim diver này này Kim ở góc 3 giờ đấy Nó đang di chuyển về Cái chế độ lặn Thì tại sao lại phải cho vào chế độ diver Là khi ở chế độ diver này thì cái Nó sẽ không Chức năng dò sóng radio nó sẽ không sử dụng được Nó sẽ không hoạt động Nó sẽ không ảnh hưởng đến công tác lặn của các bác Và chúng ta vẫn sử dụng cái vành benzen này Để chúng ta tính giờ lặn bình thường thôi Nha các bác nhé Tiếp theo là chúng ta đến một chức năng nữa Là chức năng cân kim Có nghĩa là Ví dụ như trong trường hợp chiếc đồng hồ này nó bị ảnh hưởng của từ trường Rồi là va đập và di chuyển thành ra là cái kim nó bị lệch thì chúng ta cần phải cân kim thì cân kim của chiếc này thì chúng ta sẽ rút các bác chờ một chút để cho em cho nó về trạng thái bình thường đã nhé cho cái kim này nó về vị trí bình thường đã thì chúng ta sẽ tiến hành cân kim Cái này nó hơi chậm một chút chứ nó không nhảy tanh tách tanh tách như Casio. Rồi cái này thì nó sẽ các bác sẽ phải chờ để cho nó chạy. Đó, được rồi. Thì bắt đầu cân vào cân kim thì các bác sẽ vặn cái núm C này ra. Đó vặn cái núm này ra và rút cái núm này ra giấc giữa thì lúc này kim dây sẽ chỉ tháng 5 và các bác sẽ bấm nút 2 giờ trong khoảng thời gian là trên 5 giây thì lúc này là nó sẽ vào chế độ cân kim đây các bác sẽ bấm trên 5 giây 1 2 3 4 5 đó nó bắt đầu vào nó cân kim cân này thì nó hơi lâu một chút đấy các bác mất tương đối nhiều thời gian một chút thì kim nó sẽ về các cái tất cả các kim nó sẽ về góc 12 giờ đây chúng ta sẽ chờ cho kim giờ kim phút nó về góc 12 giờ Đó, thì chúng ta sẽ cân kim giờ, kim phút, kim giây. Tiếp theo thì chúng ta sẽ rút cái núm góc 3 giờ này ra nước ngoài cùng. Đó. Thì kim giây, kim giờ, kim phút, kim giây nó về góc 12 giờ hết. Và lúc này là chúng ta sẽ bước vào tiến hành cân cả kim nữa. Các bác sẽ ấn nút A, ấn nút 4 giờ này này. Để chúng ta có thể chỉnh. Đó chuyển đến cái mức mà chúng ta chuyển, muốn chỉnh mỗi lần ấn nút 4 giờ này thì các bác sẽ chuyển sang một cái kim khác một chức năng khác để chúng ta cân ví dụ như ở đây chúng ta sẽ cân được kim giờ kim phút kim giây này chúng ta phải cân cho cái kim màu hồng này nó về đúng săn đây và lịch nó về đúng ngày mùng 1 Đó. cân uh, lịch ngày rồi cân giờ cân phút cân giây cân đến lịch Hắn theo cái thứ tự như vậy Đó, đây là lại cân dây kim dây này bây giờ là cân đến lịch này, đây là cân đến kim uh, thứ này, thế cứ chúng ta sẽ sử dụng cái núm này chúng ta xoay thôi. đó thì đây là cân cân các bác nhé. thế còn uh, một cái chức năng nữa đó là chức năng dò sóng radio để hiệu chỉnh chiếc đồng hồ này, thì cái này uh, ở Việt Nam cái này chủ yếu nó dò sóng ở Nhật thôi, cho nên là ở Việt Nam chúng ta nó xa không dò được sóng radio và chủ yếu là chúng ta sẽ phải chỉnh thủ công theo các cái bước như trên. Thì cái chỉnh dò sóng radio thì nếu các bác nào ở Nhật hoặc là cần tìm hiểu thêm về cái dòng đấy thì các bác có thể liên hệ với Zalo bên em của đồng hồ Quang Lâm. Bên em sẽ hướng dẫn inbox cho các bác hướng dẫn để dò sóng radio. Thế còn trong video này là mặc định chiếc đồng hồ được sử dụng tại Việt Nam. Thì bên em sẽ hướng dẫn cho các bác như trên với những cái chức năng để chúng ta chỉnh thủ công để sử dụng và khi các bác chỉnh chuẩn rồi thì các bác sẽ hầu như là không bao giờ phải chỉnh đồng hồ nữa trừ trường hợp các bác để cho nó kiệt pin nó dừng lại thì chúng ta mới phải chỉnh thôi còn bình thường chúng ta dùng thì mãi mãi không phải chuẩn đồng hồ nữa và với thông tin bên trên thì hy vọng là video này sẽ hữu ích cho các bác sử dụng những chiếc đồng hồ H112 ở một cách dễ dàng đồng hồ Quang Lâm nói thật giá thấp xin chân thành cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo